Xin chào các bạn. Có những lúc chúng ta thường thấy nhiều điều lạ lùng mà chúng ta không thể tin được vào mắt mình. Nhờ Internet mà chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh quan bí ẩn mà không có lời giải thích. Trên thế giới tràn ngập những điều kỳ lạ xảy ra mà chúng ta không hề biết. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Daily AZ sẽ mang đến cho bạn video 5 sự kiện bí ẩn bạn sẽ không tin nếu chúng không được ghi lại. Bắt đầu nào. Số 5. Video này được quay ở Austin. Tôi chắc chắn rằng người trực tiếp quay video này cũng giống như tôi sẽ bị sốc khi nhìn thấy một hình tượng khó hiểu đang trôi nổi giữa không trung. Nhìn từ xa, chúng ta thấy có một thân hình người không có đầu. Nhưng khi anh ta đưa máy ảnh vào trung tâm cảnh tượng này, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng nó có thể là một chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh. Chúng ta hãy nhìn kỹ vào nó xem nào. Số 4. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn đang đi bộ với bạn bè và đột nhiên bạn vô tình ghi lại được một hình ảnh kỳ lạ, có vẻ như là một UFO? Vâng, đó là những gì đã xảy ra với một người phụ nữ trẻ tuổi này. Chúng ta có thể nhìn thấy nó từ từ bay xuống trên bầu trời và ẩn sau những ngọn núi. Và sau đó, nó đã biến mất một cách kỳ diệu. Có lẽ UFO này muốn có một sự riêng tư và khi họ phát hiện ai đó đang quay phim thì họ quyết định rời đi. Cùng xem nào. Số 3. Video tôi sẽ cho bạn xem sau đây. Rất nhiều người trên thế giới đã bị sốc khi xem video này. Có tin đồn rằng nó có thể là một UFO hoặc thậm chí đó là một con sứa biết bay. Nhưng làm thế nào có thể một con sứa sống dưới biển mà có thể xuất hiện trên bầu trời? Tất cả chúng ta đều có cách suy nghĩ riêng về điều bí ẩn này. Còn bạn thì sao? Đây là video. Số 2. Trong năm 2009, có một điều lạ thường xảy ra trên bầu trời Na Uy. Và đoạn băng này cho chúng ta cơ hội để chứng kiến điều đó. Nó có thể là một số thí nghiệm của khoa học hoặc một số loại thử nghiệm nào đó, nhưng vẫn không có lời giải thích rõ ràng về những gì chúng ta nhìn thấy. Một vòng tròn khổng lồ lan rộng trên bầu trời và bao phủ một vật thể không xác định ở trung tâm vòng tròn này. Mời bạn xem video này và cho ý kiến ở phần bình luận. Và cuối cùng là số 1. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời và có khả năng chúng ta vô tình nhìn thấy những điều bí ẩn nào đó. Và video tiếp theo này chính xác là những gì tôi đang nói tới. Trên bầu trời của một ngày nắng đẹp xuất hiện một đám mây kèm theo những tia sét lạ thường. Nhưng nó không kết thúc ở đó, bạn hãy nhìn kỹ. Có vẻ như có một thứ gì đó đang rời khỏi đám mây và di chuyển theo hướng đi xuống. Và tôi có thể cho bạn biết rằng nó không phải là mưa hoặc bất cứ điều gì tương tự. Đã có tin đồn rằng nó có thể liên quan đến người ngoài hành tinh. Trên đây là video 5 sự kiện bí ẩn bạn sẽ không tin nếu chúng không được ghi lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào.